How much the blessed, noble, and perfectly enlightened one. How much the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sarantho Chuchero Ye Alahudi Samyao Samputo Siye. Namo Sarantho Chuchero Ye Alahudi Samyao Samputo Siye. Namo Takdakta Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Datoa. Namo Takdakta Toya. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Buddhism, both and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good no advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Chufo Shangren, Zowei Chujaren, Yowei Chan Chushu, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 29th of October 2017. We are in Lu Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We're presently on slide 136. Now, every time we explain sutras, mỗi lần chúng ta giảng kinh, we've been doing this for like 10 years already. Giảng kinh 10 năm trời rồi. We always spend several minutes going through this Dharma request. Lần nào cũng vậy, là bỏ rất vài 7-8 phút để mà làm cái pháp gọi là thỉnh pháp. Now this Dharma request here is method, a Dharma door that my late Chinese master brought to this country. Cái pháp thỉnh kinh này là một cái pháp mà ân sư đó, cố ở thượng tiên hóa đó, là đã đem qua cái xứ Mỹ này. And it's a very formal process. Là một cái cơ hội rất là long trọng, thời gian rất là long trọng. It's because we are on behalf of all living beings who request the Dharma. Chúng ta thay mặt chúng sanh mà thỉnh cầu cái pháp. Okay, what for? Để làm cái gì? And this is a Mahayana only Dharma. Bên Đại Thừa mới có cái pháp này thôi. So, does anyone know what for? Tại sao làm như vậy? Yes, Korean princess. So công chúa Đại Hàn của thầy. We request to generate blessing to receive. You generate a lot of blessings because you are on behalf of all living beings request instructions. Okay, thế vì thay mặt tất cả chúng sanh mà thỉnh cái pháp để làm lợi, in order to benefit all living beings. Thank you very much. Để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Okay, so it does generate a lot of blessings, and nó tạo rất rất là nhiều phước. Oh, by the way, I'm very happy. If those of you who don't know him, I'm very happy that one of our long-time disciples are back. Is back. And thầy quên nói cho quý vị biết, giới thiệu quý vị biết là cô Thân Hương, một Phật tử cố cựu của chùa đã trở về lại chùa. After a how many months? Seems like a year absence. Như cả năm trời rồi. Hai tháng mấy? Two and a half years. Over 2 months. It seems like a year.
À, trống dài ấy sao? Sao bây giờ sao? Giờ cần. À, còn yếu lắm thầy. Còn yếu lắm hả? So she still needs what do you call that? Walker? A cane? Yeah, it's not a walker. Okay. À, bổ hai chỗ luôn hả? So she had to replace both the knee and the hip surgery. Okay. Anyway, so we hope that she will, we wish her even a speedier recovery. Mong là cô càng ngày càng liền nó mau hơn nữa. Tới chùa nó liền lại hơn tí. Listening to the lecture will help it heal a lot quicker actually too, believe it or not. Nghe giảng kinh nó sẽ liền lại hơn nữa. Okay. Hey boy, hello. You see my tail in the back? Yeah, I'm making fun of everyone, not just you, boy. So yes, it generates a lot of blessing. Mình thỉnh pháp nó tạo rất là nhiều phước. It's true. What else? What's another reason? Lý do khác là gì? Yes, Alan. It has to be requested. Muốn nói pháp, muốn được nghe pháp phải thỉnh mới nghe được. You have to formally request before the Dharma is bestowed upon you. Phật pháp mình is very 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 good. Phật pháp mình nó rõ ràng lắm. Quý vị phải thỉnh pháp mới có quyền nói pháp. Quý vị không thỉnh pháp, thầy không có quyền nói. If you don't request for the Dharma, we are not allowed to talk to you. Okay. We can't speak it unless it's requested. What's another reason? Lý do khác nữa là gì? Anyone knows? Yes, Tony. For what? Protection? No, we can't care less. Sorry. Yeah. Well, you have some protection, naturally, but it's not the reason for the request. Anyone else? Yes. Invisible beings can come here while we are requesting? No, not it. That's it? No one else? Should I make the help? Yes. Appreciate it more? Yeah, I have you kneel there and you walk around here and you walk slowly. Master Chien, she walks too fast, of course. Thầy Yên Trì ta đi hơi lẹ, thế thường thường đi phải từng bước thầm. What did I say? So you walk slowly, okay? And then, so it's very formal and slow process. You đi từng bước chậm chậm như vậy, okay? Mm. Anyone else? Yes? Master, to keep the Buddha Dharma in the world. That's why you request the Dharma, yes, that's correct. Mình để pháp lưu truyền lại trên thế gian. Yes, T. Blessing is the proper bhana. Yes, someone about that. Anyone else? No, you don't know? Wow. Yes, third guess. So in the verses, we don't understand the meaning of verses now, but in the future will help us to understand the purpose of listening to it. That's true, but that's not the main reason. The main reason why you requested Dharma, really your chính mà quý vị thỉnh pháp, is because it dates back all the way back to 3,000 years ago. Tại vì cái này là cái việc nó xảy ra trước đây là 3,000 năm rồi. Quý vị có biết không? I'm continuing the history lesson today. This morning we talked about Ashoka, you know, which is about 600 years ago. Well, no. No, it's not 600. How many years ago? Few thousand years ago. 2,000 years ago. Đó là 2,000 năm trước. Okay. Now we go back to like 2,500 years ago, 3,000 years ago. Bây giờ mình đi xa hơn một tí nữa. Okay. Continuing the history lesson. Tiếp tục học về lịch sử. Ah, what happened? Ah, it goes all the way back
to the time when the Buddha, after he meditated, lúc mà ngài Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi thiền dưới cây Bồ đề, he sat underneath a Bodhi tree to meditate, and then he became enlightened. Sau 49 ngày đắc đạo. Okay? And then what happened? And then he went over to the deer park. Ngài mới tới cái vườn lộc uyển. Okay, there's one, by the way, in San Diego, near where Kinnick's is. And tôi nói cái vị biết cái vườn lộc uyển gần cái chỗ nhà cô Kinnick's. Có biết không? Did you know that? It's another as a deer park in San Diego. Albeit it's not the same kind of cultivation. Họ tu nó hơi khác một tí, nhưng đều it's also the same name. How? Now, Xian Ye now wants to go see it. You thought about it too, you see? Now you know. So he went over to the deer park and he saw his five disciples, five first attendants. Rồi mới thấy năm cái người tùy tùng lúc trước. Okay. Who abandoned him already? Đã bỏ ông thầy mình rồi. Okay. But you know when you're a teacher, your disciple is disloyal to you, but you never disloyal to your disciples. Nghe cái vị biết không? Làm thầy khổ lắm. Khổ dễ sợ lắm. Học trò thì nó xài xỉ mình, nó bạc bẽo với mình, bạc nghĩa với mình. Còn thầy không bao giờ bạc bẽo với học trò được hết đó. Ok? So, mặc dù học trò mình nó bỏ mình nó đi rồi, ông thầy chạy theo nó. His own disciples left him and ran away from him, deserted him. Ok? And the Buddha never forgot about them. He ran after them, believe it or not. He went over there. And so they were the first one to request the Dharma. Thì năm người đó đầu tiên đó mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tu đã thấy được gì? They said, well honored one, what are your latest insight? Năm người đó mới thắc mắc ngồi là bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn tu mà không có chúng con đó, Thế Tôn đã có tâm đắc gì không? I wasn't there, but this is my version, my Hollywood version, okay? Nói cái vị biết thầy kể chuyện nghe cho vui vậy thôi, chứ còn thầy không có mặt ở đó, thành kể phải thêm mắm thêm muối một tí cho nó có sau này học trò thì nó làm cine xong. I'm helping my disciple write the next movie script about Buddhism, okay? So they ask what is your latest insights? Nó là không lâu là lâu không gặp gặp thái tử, không biết thái tử có cái tâm đắc gì không. Okay, and that's the beginning of the request. Đó là cái lúc đầu tiên. What did the Buddha do? Ngài làm cái gì? He spoke Dharma for them. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp cho họ nghe. Okay, and because of that, his disciple became enlightened. Vì vậy mà đệ tử đắc đạo nhờ nghe pháp, from listening to the Dharma. So what's my point? Thầy cái ý thầy nghĩa là sao? Everyone gets distracted from a little dragon here. Ai cũng nghe thầy kể chuyện bao chích chè không biết chú ý, mà chỉ chú ý tới cái con rồng nhỏ thôi, thằng rồng nhỏ thôi. Lots of competition. You see, I'm competing. Cái vị thấy khổ, nhãn kinh khổ lắm. Ngày nay mấy ông ở nhà là qua football. The men are watching are complaining that they can't watch football nowadays. Okay, more than more chơi football. And then you have an apprentice like a dragon. Rồi có một cái thằng nhóc nó đang tập bay. Okay. So the Buddha explained the Dharma, and therein started the first tradition in Mahayana. Đây là cái sự bắt đầu của cái truyền thống đầu tiên quan trọng nhất của cái
Phật giáo, chánh pháp mình là cái gì? You speak Dharma in order to help people become enlightened. Nói pháp để mà giúp chúng sanh đắc đạo. Wonderful. Go lift. Yeah, right. One more hand. One hand is not enough, boy. Nói pháp để giúp chúng sanh đắc đạo. You speak a dharma in order to help people become enlightened. This is called, later called, the Dharma door of sudden enlightenment. Sau này mới gọi là cái pháp. Sau này người Tàu mới công nhận cái đó đó là cái pháp đổ ngộ. Isn't it cool? So you think you sit here and you know you just you think as and you know I've been biting my tongue for the last 10 years. Thầy nói bây giờ thầy nói thú thật cho quý vị biết. 10 năm trời vừa qua vừa giảng kinh vừa cắn răng. Tại sao? Because I know that khổ tâm dễ sợ lắm. It really pains me to see that my students when comes lecture time they all doze off. Mười năm qua học rồi thầy tới cái giờ này là ai cũng ngu gà ngu gật hết. Thế phải không cô Tân Hương? Very humble beginning. Thầy nói cái gì nghe cái khó khăn dễ sợ lắm. Cái năm năm đầu của thầy I remember so vividly. Because it's ingrained, this image is ingrained in my gray matter. Nó in show cái óc của thầy rồi. Tại vì chiều chủ nhật nào, every single Sunday afternoon, between 12:30 and 1:30, giữa 12 giờ rưỡi chiều cho tới 1 giờ rưỡi chiều, chuyện gì xảy ra? I would lecture, thầy giảng kinh. Every now and then I have to look this way. You have to leap qua bên này. And I see. Ah. That's right. You can beat them, you join them. Yes. Yeah, I have a question here. Say about non-birth. Yeah. I could never understand what that meant, but then in the Chinese character, it says the Mu Sing. That means non-production. Non-production. So non-production and non-birth is almost the same thing? It's the same thing. Yeah, it's the same. So non-production of Dharma in four stage arhat is the same Chinese character? Yeah. Kind of the same thing? Yeah. Same exact thing. Okay. Yeah. Cái vô sanh này là vô sanh là pháp nhận đó, là cái cảnh giới của cái người giải thoát đó. State of someone is liberated. Okay, so even this small phrase right there, this small verse right there, actually is the essence of the sun enlightenment Dharma door. Thầy quý vị thấy không? Cái bài kệ đó không á? Là một nó khai mở chứ vì cái đố ngộ pháp môn của Phật giáo mà. Okay, so now you understand why for 10 years now we always start with this. Thành quý vị mới hiểu tại sao 10 năm qua thầy giảng pháp cứ làm vậy hoài, tại cứ nhắc quý vị please pay attention, do not fall asleep, thầy nhắc lắm. Quý vị đừng có ngủ gật. Cứ ngủ một tiếng, if you doze off for an hour, you lose a lot of chances to become enlightened. Cái mất nhiều cơ hội để đắc đạo. Okay. All right. Any question? Anh thắc mắc gì không?
Okay, we are discussing the story of the 5th Patriarch. Chúng ta đang giảng về ngũ tổ bên Tàu đó. Ngài HuiNeng. Okay. So eventually the 5th Patriarch became very famous because he had so many followers. Từ từ đó, dần già đó, Ngài Ngũ Tổ rất là nổi tiếng. Okay. And word got to the emperor, đó Ngài Hoàng đế đời đó mới biết tên đó. So he invited the great master to the palace to speak Dharma, to receive offering and speak Dharma for the emperor. Thì theo cái truyền thống đời xưa đó, thì Hoàng đế đó mới thỉnh mấy cái vị đại sư về tới hoàng cung nói pháp để nhận đồ cúng dường và nói pháp. Okay, and that's a reminder for all of you left home people. Mình nhắc lại việc những người xuất gia đó. Okay, when we receive offering, when you receive offerings from people, khi quý vị nhận cái đồ cúng dường người ta, you supposed to speak Dharma for them. Okay, quý vị nhận đồ cúng dường ta phải nói pháp cho họ nghe. Is it clear? Okay, but the master consistently with the tradition of the Chan masters, và Ngài HuiNeng như những cái vị tổ sư đời trước, they all resist seeking fame and recognition. Thì các ngài tổ sư đó họ tránh là tìm cái nổi tiếng, tìm cầu danh. Okay, so they all refuse to go near people of power. Họ tránh là tới gần những người mà có quyền thế. This is very chán. Quý vị thấy những cái bên thiền nó như vậy đó. Alright, is there a problem or we need to do a present? Sorry about that. Better? Okay. The fifth patriarch declined the invitation twice. Thành ra Ngài HuiNeng đó, HuiNeng đại sư đó từ chối cái lời thỉnh của hoàng đế. Okay. And finally the emperor sent a variety of gifts like herbs and stuff to the master. I'm sure he also sent fabric and stuff like that. Ngài hoàng đế thường là mới cúng dược thảo để cho tổ sư. Đấy, thì chắc chắn là có nhiều thứ khác như là áo quần, là vải gấm này đó. Okay. But if you see these great masters, they rarely wear fancy clothes. Đời xưa mấy cái vị bên thiền tông họ rất là họ ăn mặc rất là bình thường, họ không mặc đồ sang. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? No questions? Không ai thắc mắc gì hết hả? Doesn't bother you that you would, you know, wouldn't it be better for Buddhism that he goes and see the emperors and ask the emperor for support of the propagation of Mahayana? Quý vị không có thắc mắc tại sao mà cái trường hợp cái duyên nó tới rồi, tại sao mình gặp hoàng đế xong rồi yêu cầu hoàng đế giúp đỡ cái sự hoằng pháp của mình? Why not? Why not? No one seems it's reasonable to do. Quý vị không nghĩ là nên làm như vậy hả? Huh? Why not?
Tại sao con, tại sao mình lợi dụng hoàng đế, nhờ hoàng đế là trời ơi, yêu cầu hoàng đế cho, you know, thì cái ông tỉnh trưởng, nhờ ông tỉnh trưởng rồi xây dựng cái chùa cho tôi hả? Thì đó thì mới hỏi tại sao không đi. Mình tới để gặp hoàng đế để yêu cầu hoàng đế giúp đỡ mình hoàng pháp chứ. Hả? Giúp đỡ để tôi xây thêm 3 cái chùa nữa để tôi gửi học trò đi mà tôi hoàng pháp chứ. Một cái ở San Diego, một cái ở San Jose, với một cái bên Đủ Ước. You know, you want to ask the emperor to maybe build a temple in San Diego, in San Jose, and maybe in New York. Huh? Why not? Cô Khanh, cô nghĩ có lý sao? When you give something, you have to give something back. Then he would be under the king's or the emperor's influence or demands. He cannot be independent anymore. She says that if you take something from the emperor, then you have to count out to the emperor, right? And therefore, now you lose your impartiality. Cô này cô nói là nếu như mà mình nhờ vả cái ông hoàng đế thì bây giờ mình phải tùy thuộc ông hoàng đế là chuyện không tốt. Okay. Did you hear that? Left phone people, did you hear that? Left phone people, you lay people, I don't care. Left phone people, did you listen to that? Nghe rõ không? Do not receive offering from this woman, okay? Đừng có nhận cái cục cúng dường cô này nghe chưa? It didn't take her long to figure it out. Hỏi là trả lời bóc ngay lập tức. You see the kind of mindset. You have to be careful about these people. Cẩn thận những người như vậy. Okay. Anyone else? Cô liễu nghe không? Không được nhận cái đồ cúng dường cô này. Anyone else? Sư cô già nghe không? Đúng rồi, giỏi. Yes. Anyone else? Yes. Yeah. Yes. Alo. Speak up. Cô cả nghe. Thì bởi vậy. Guyin says a very good point. It says, if you do not obey the emperor's request, order, he could cut your head off. Hello? Okay? Cut cái, chặt cái đầu mình làm sao mình hoàng pháp bây giờ, your head cut off. How you speak Dharma now? Huh? Sao mình giảng pháp bây giờ? Anyone else? Yes? She says, maybe he's afraid after the emperor would lose his blessings. No. Nhận của cúng dường hoàng đế là ban phước cho hoàng đế. Actually, when you receive offering from the emperor, you're increasing his blessings. Okay? He only losing his blessing. Ông tổ mất phước mà hoàng đế được phước. Okay. Anyone else? Yes, sir. Em nghĩ là hoàng đế chưa đủ thành tâm mà thỉnh thẳng nói là hoàng đế chưa đủ thanh tâm thôi. Translation. Cô Dín ask, ông nói gì vậy? Cô Dín has a question. He says, what did he say? Because I use a Vietnamese accent. So that's why the central accent. And all the other regions cannot understand us. Mấy cái người miền Nam mà nghe tiếng Trung mà không hiểu được. Anh yeah. Như là Phật là thầy, miễn mà ngũ tổ đó đi đó thì ngũ tổ sẽ nổi tiếng, và ngũ tổ không muốn gì vậy, ngũ tổ vậy thì không có đi. Thì mình hy sinh mình nổi tiếng để mình hoàng pháp. Người Dính says, if you go to see the emperor, now the emperor says, I approve this monk, he'll be so famous. Okay? And when the patriarch doesn't like notoriety, I said, no, notoriety is okay because it helps you, you know, more people know about you and your Dharma. Anyone else?
Yes. Is that the husband or the wife now? Who wants? Dạ thầy, nếu mà tổ cầu vua giúp thì vua sẽ dùng quyền lực để đàn áp người ta tin theo Phật giáo. Do not take offering this guy either. Cái ông này cũng mua một loại luôn nữa. He says that if you take the offering from the help from the emperor could use his power to oppress Buddhism. Nhận cái đồ của hoàng đế là hoàng đế sẽ sau này sẽ đàn áp Phật giáo. Okay. Anyone else? Yes, Alan. He doesn't have to impress the emperor. Why would you need to impress the emperor? Come on, let's be real. Ông sư mà đi lòe với ông hoàng đế làm cái gì? You have nothing else to do. Hết tới giờ, hết chuyện làm rồi. Anyone else? Yes. I thought Buddhism is about humbleness. Mm-hmm. And then monk will be the most humble person. And if king invites, wouldn't the monk go and not deny the invitation? Yeah, you know, you're supposed to be humble, right? So why would you go there so that you become more famous naturally? So yeah, your humility prevents you from going. But the real reason is not that. Nó là tại mình khiêm tốn. There's a very profound reason. Có một lý do rất là quan trọng. Why is that they don't, tại sao mấy người ta tránh lui tới những người quyền thế? Why is that they avoid drawing near the people of power and the rich people. Yes. Thứ nhất là nếu mà các tổ mà tới như vậy đó, thì cái người khác người ta nhìn thấy là như là tổ dựa vào quyền thế. Thứ hai là pháp Phật là phải đi tới thỉnh, không phải kêu ông thầy lại mình. Cái là cái hậu, cái không khiêm nhường. Không, pháp không có dạy những người như vậy. Okay, he'll never become famous, this monk. The way he's going, it's hopeless for him. He says that, you know, I'm so disappointed. My second generation, this is no hope. Cái đời sau nó không có triển vọng gì hết. Ah, I need more disciples. Cần thêm nhiều Phật tử, đệ tử. Cái tuổi này nó không có triển vọng. They have, there's no future in these people. Mấy người này không có triển vọng gì hết. He says that you know that the monk should avoid notoriety. Yeah. Then our dharma will, no one will know about dharma. Nếu mình không điện người ta biết cái pháp mình, sao mình truyền cái pháp được? Thầy nói vô lý. Yes. So the fourth time. so that the king doesn't make demands. Oh boy, do we receive offering this woman? Boy, are we in trouble? Yes. Anyone else? You see, this is what I like about the patriarchs. Cái này tôi thích ở chỗ mấy ông tổ. Okay. I'm no patriarch. That's why I'm not qualified to be a patriarch. Thì đương nhiên thầy không đủ cái hóa hầu để mà làm tổ rồi thành ra. But I admire this about patriarch. Thì phục mấy ông tổ chỗ này. Goes along with the current 2nd patriarch. Cũng giống như là cái ông nhị tổ bây giờ cũng vậy đó. What I like about them is the fact that they practice what? Hay chỗ nào? It's very fundamental to the patriarchship. Rất rất là căn bản của cái những cái hành vi của người tổ, hành động của người tổ. No. Không, bất gì? Bất cầu. No seeking. That's why really, you know, I may criticize the 2nd patriarch and so on, thầy chỉ trích ông nhị tổ như đều. I have to commend him on the fact he practices no seeking, không có cầu. He's not seeking notoriety for all these years.
20 năm trời rồi, không có cầu. Không cầu gì hết. He seeks nothing. Không cầu một cái gì hết. That is purity. Cái đó là cái thanh tịnh, thưa quý vị. Okay? That's purity of the mind. Cái tâm nó thanh tịnh như vậy luôn. Okay? Thế tôi nói, I tell you this. Okay? Me, you give it to me, I take it. Okay? Những cái vị cúng dường cho thầy, thầy nhận. And then next week, tuần sau quý vị tới đòi. And you make demands on me. So, do I know you? Thầy trở mặt ngay lập tức à? I have no problem doing that. Thầy đối với thầy á, mình ba si lô cố. Okay? Look at my temple. I mean, I say, I need things. Thầy mình ba si lô cố, thành ra ngày nay mình nhận, tuần sau mình làm mặt lạnh thì người ta làm gì? What can you do? What can they do? Come on, let's be real. Okay? Tiền nó rời tay ráng mà chịu. Okay, so you see what's special about this patriarch. You see, first patriarch through the fifth patriarch. Okay, là quý vị thấy không? Tới sơ tổ tới ngũ tổ đó, năm cái đời đó, họ bất cầu. All five of them, no seeking. Bất cầu. Same thing when we explaining a sixth patriarch. Mình đang giảng tới kinh của lục tổ này. You find out later, the sixth patriarch, the same thing. Lúc sau, phần sau của kinh, quý vị sẽ thấy lục tổ cũng bất cầu. No seeking. That to me is the one of the trademark of the patriarch. Đó đối với thầy là một cái đặc điểm của cái dòng tổ này. Của dòng tổ của chánh pháp. Okay, you go to my late master, tới ngày tiến hóa, bất cầu, no seeking. Okay, and then his disciple, nhị tổ, bất cầu. Okay, he's still hiding, vẫn trốn như thường, không thể. Mẹ cố. And we, and the rest of us, we out there say, hey, you listen to my lecture, please come, I will help you become enlightened. Chúng tôi thì nói, tới đây để tôi giúp quý vị đắc giác ngộ, you know, trồng phước, trồng, plant your blessings, you know. All these patriarchs, they say, oh, I'm not even here, mấy ông tổ mà tôi không có mặt ở đây, don't look at me, go to Dụng Hóa, tới gặp thầy Bình Hóa đi. Okay? All right, that's why they don't these what they teaching is for the disciples to say if you pure in the mind, thì cái này cái thiệt sự cái thanh tịnh, thưa quý vị, là khi quý vị mà cái tâm quý vị thiệt sự thanh tịnh đó, tự động không làm bất cứ một cái gì nó khiến có người ta tưởng là mình bất cầu, mà là mình cầu cạnh người ta. So you naturally do things that avoids giving people the impression, especially your disciple, the impression you're seeking something. That's true purity. Đó là cái sự thanh tịnh, thật sự thanh tịnh. Make sense or not? Đồng ý là không đồng ý hả cô Quảng ơi? Đang kể chuyện sư phụ cô mà. Bồ Tát. Đúng rồi. Ông thì ra muốn đi để mấy anh đệ tử nó vướng víu quá đi, thôi kệ, thương tụi bay, tỏ tình thương với mày thêm 10 năm nữa thôi, tôi khổ thêm 10 năm nữa. Cái đệ tử nó cái đệ tử cái thời hằng quý vị nó soàn đó. Sư phụ đi đau đớn để ông đi cho ông yên thân, bắt ở đây khổ thêm 10 năm để làm cái gì? She says, my late master, Master Xuyên Hoa,
when he wanted to go, his disciple says, "No, you can't go. Please stay with us a little bit longer." So he decided to stay on another 10 years. For those 10 years, he go to have dialysis. Ở thêm 10 năm làm gì? Tại đệ tử đòi nắm níu áo không cho đi. Ở thêm 10 năm mới làm gì? Phải đi lọc máu mỗi ngày. He had to go dialysis twice a day. Hai, tuần hay là ngày một hai lần thôi. Thầy cũng nhớ đấy, thầy cũng rõ đấy. Tôi đồn nhiều chuyện lắm. He's in great pain, đau đớn vậy, cái cơ thể nó đau đớn dễ sợ, tội dễ sợ. I would rather he goes, okay? Chẳng thà ông đi còn hơn. If you ask me, I'd rather please go, okay? Let me suffer. I'd rather miss you than you suffer. Chẳng thà mình thương nhớ ông còn hơn để ông đau khổ, sống đau khổ tiếp làm cái gì? Right? No, you disagree? That's sinker right there. Huh? Says if Master Shiva left early, how would he be able to receive the precepts? No, I didn't see precepts from him. I received only the living home life. He didn't give me the full precepts. It's my Vietnamese master who gave me the precepts. He nói là ngài tiếng Hoa chỉ cho thầy cạo đầu thôi chứ còn thọ cụ túc giới là từ bên phía Việt Nam chứ phải phía bên Tàu. So I'm a half breed, thành thầy là ngoài Việt lớn nửa Tàu nửa Việt. You cannot be sure whether I'm Vietnamese or I'm Chinese. Okay. Anyone else? All right. Anyway, so let's move on to what happened to text. He usually reminds me, can we move on, please? Ông da trắng sau ngày này ông có mặt ở đây, tại vì ông thường thường ông nhăn mặt. Usually I look at his face, let me move on. Mặt nhăn cái bì, nói một tí đồng hồ, mặt nhăn cái bì xong, ok, để tôi nói tiếp cho ông, giảng kinh tiếp cho ông nghe. Around the year 674, tới năm 674, the 5th Patriarch told his disciple, Master Xuyên Chư, nói cho đệ tử, build me a stupa, I'm going to leave. Xây ta cái tháp, xây thầy cái tháp, thầy sắp đi rồi. On the 14th day of the second month, he asked, "Is it ready?" Hỏi là ngày mùng 14 tháng 2, mới hỏi là cái tháp xong chưa? He said, "Now it's ready. I have been teaching living beings." Tôi nói ngài tổ mới nói là đã nhiều năm ta giảng pháp độ chúng sanh. And I cross over many of them. Thầy đã độ rất nhiều chúng sanh. Meaning that many of his disciples became enlightened. Rất nhiều đệ tử của ngài ngũ tổ đó đắc giác ngộ. Okay? Small enlightenment as well as big enlightenment. Tiểu giác ngộ, đại giác ngộ đều có. And I transmitted my Dharma to Venerable HuiNeng, ta đã truyền cái pháp cho ta cho tới Huệ Năng rồi. And now the 10 of you should also, it's your turn to become Dharma hosts. Tới lúc mà 10 vị các ngươi đó phải làm pháp chủ. Okay. And you should go out, establish your own Bodhi mandala, mandas. Thì quý vị nên ra ngoài kia thiết lập cái đạo tràng, and to spread teaching, to make it available to more living beings, để nó đạo tràng được nới rộng ra, nhiều người có nhiều chỗ hơn. Alright, 139, the 10-year address work. Mười cái vị đó là ai? Those are the famous one, the most famous one being Sẩn Siêu. Trong cái mấy cái mười vị đại đệ tử của ngài ngũ tổ, trong đó mà trong cái một trong hai vị nổi tiếng nhất là ngài thần tu. So
So I'm hoping that Master Xinhua also did that. I'm sure he also did that. Thầy cũng tin là ngài Tinh Hoa cũng như vậy, đã sai đệ tử đi khắp mọi nơi để mà hoằng pháp. It turns out my late master is interesting. Khác một tí. Master Xinhua, he says. He took a slightly different approach. Ngài Tinh Hoa đó, thì ngài chọn cách làm khác một tí xíu. Khác thế nào coi ngưng? What's different? I'm asking his disciple. Hỏi cho học trò Tinh Hoa thì có biết không? Khác thế nào coi ngưng? Anyone else? Có ai biết không? Master Xinhua is my late Chinese master who's the first American patriarch. Số tổ đầu tiên của dòng Mỹ. Họ làm khác cho nào? He says, Ngài Tinh Hoa thì khác. Remember, 5th Patriarch says, go out there and build way places. Thế Ngài Ngũ Tổ đó, Hoàng Nhẫn thì nói rằng, quý vị đi ra đi, xây đạo tràng. Ok, một hoàng pháp. Ngài Tinh Hoa thì khác. Master Xinhua is different. Yes. Master Xinhua, no, it's not true. My master is very compassionate. Ngài Tinh Hoa rất rất là từ bi. To the good student, mấy học trò giỏi, ông rất là từ bi. Mấy đứa dốt, ông đuổi là đúng rồi. He says, Master Xinhua, I believe Master Xinhua is very compassionate. He's very kind to his students. It's the incompetent ones that he kicked out. Okay. But Master Xinhua says, and I have proof that có bằng cớ đàng hoàng. He says that I'm buying all these way places. Ngài nói, ta đang đầu tư việc rất nhiều đạo tràng. He has like 30 way places. Quý vị biết không? Ngài có 30 cái đạo tràng trong cái quả trên cái thế gian này, thế giới này. 30 way places. Plus thousands of acres. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu ngàn mẫu đất nữa, khắp mọi nơi, everywhere. Okay, what for? Để làm cái gì? Because he says, tại ngài nói rằng, nhưng bà có biên có nghe cho rõ nghe. Bà nói trong tương lai. He says in the future, my disciples, cái đời sau đó, they don't have as many blessings as I do. Họ không đủ phước, không có nhiều phước như ta. Thành nó mua đạo tràng được. They cannot buy great places. Họ xây đạo tràng không được. Họ chỉ tu được, mà họ không xây đạo tràng. They become enlightened, but they don't have enough blessings. They only have enough blessings to become enlightened, but not enough blessings to build great places. Họ có đủ phước để mà đắc đạo, nhưng được không có đủ phước để mà xây chùa. Tức cười không? So he says, so I'm buying all of them right now so that in the future they can take these places and work. Thì ngài nói bởi ta mua trước, đằng sau nó tới nó lạnh, nó làm việc. Phải không cô Quảng Ngân? Thế hay không? This is that my master's vision, ngài Tinh Hoa, cái nhãn quan ngài như vậy. Thế là cool. So I pray that all his 10 great disciples will, you know, build some way places down in Los Angeles. And thầy hy vọng trong tương lai 10 cái vị đại đệ tử ngài Tinh Hoa sẽ xây đạo tràng dưới Nam Cali này để mình học hỏi đại pháp. So we can all come and learn the great Dharma from the true descendants of Master Xinhua. Mình tới học hỏi cái chánh pháp của ngài Tinh Hoa. All right. Questions. I think that's different places plural. What? Yeah, it's not the same order. One is from a Chinese source, the other one is from Wikipedia. I'm too lazy to match it. Người ta than phiền, tại sao chữ tàu nó khác mà chữ Anh nó khác, nó tại vì thầy lười. Một phía là hai cái nguồn gốc nó khác nhau mà thầy lười bắt thầy sắp lại tốn thời giờ quá. I'm too lazy. I'm getting old and fat and everything else. I'm too well fed on weekend. Cuối tuần cho đồ ăn ngon quá thành càng ngày càng lười thêm. You feed me well, I become more lazy.
Xây đậu tràng nè. Xây đậu tràng. Rồi chọn cái phước để cho người ta giác ngộ đi giảng sanh hết rồi đâu cần chùa đâu thầy. Dạ. Ờ, đúng rồi. Mới vậy. Không phải công nhận ngài tiếng nói hay thiệt á. Okay. All right. Any other question? Có ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Upasaka. Ah, upasaka is Sanskrit cái thân cận nam. It means layman. Layman. Actually, it's more than layman. Actually, it says these people they get close to the sangha to support the sangha. Cái người thân cận nam này là người thân cận vào cái người tu sĩ để giúp họ hoằng pháp. They get close so that they can know what these left-form people need, because the true left-form people will not tell you what they need. Các vị biết không? Tại cái người mà chân tu sĩ như ngài đệ tử ngài Thiên Hóa đó, không ai mở miệng nói cái gì đâu. They don't tell you what they need. I remember this example. Thầy nhớ cái bài học đó. When I was a novice, hồi đó thầy làm sa di đó at City 10,000 Buddhas, làm sa di thời làm sa di vào một thành. I went to the Berkeley, tới cái chùa Berkeley đó. And I heard Master Hẩn Sử talk about, you know, nghe ngày hàng thật ngài nói. He says the Abhagiri group, the Hinayana group, cái nhóm nhóm Abhagiri bên cạnh chùa Vạn Phật đó, cái nhóm nhóm người Nam Tông đó, okay, mà rất thân cận với Vạn Mật Thành đó. There's a group of Hinayana monks that's from the Thai origin, from Ajahn Chah, who is very close with the CTDB. That group there, they says their practice, họ có cái truyền thống, họ có cái cách làm như they say, they list on their website, trên hệ thống của họ, trên cái mạng của họ, họ để ra là hiện gì họ cần những nhu cầu này. They said, I need these things. I need another van, tôi cần chiếc xe 15 người để chở 15 sư đi. I need more rice noodles for December, tháng 12 này có Phật thất nhiều, thành ra phải cần thêm phở. Okay. And then I need clothes because I have more people leaving the home life, tôi cần thêm áo quần tại vì có học trò nó mới xuất gia. Okay, I need shoes because here in the US we don't have sangha shoes. Tôi cần giày tại vì xứ Mỹ này không có giày người xuất gia nữa. Okay. I need a yacht for summer vacation. Tôi cần cái tàu để mà mùa hè đi Bắc Kinh. So they list these things on the website. Thành ra bên trên họ để họ nêu ra những cái nhu cầu của họ. And so Master Hẩn Sử, I remember, he says, it sounds like a good thing, cái nó vẻ nó có lý. So he says, I'm not sure that we should do that. Thì ngài nói là không biết mình nên làm là không. Okay? And I don't think he ever did anything. Thầy nghe nói là ngài không làm gì hết đó. Later, I saw they established a way place in Australia. Cách đây mấy năm đó, 7-8 năm trước họ lập cái đạo tràng mới ở đằng bên Úc Châu đó. Now they said, I need some carpenter, a good carpenter. Họ nói bây giờ tôi cần cái người thợ gỗ giỏi. Okay? So that's why it's because in Australia maybe they don't have these lay people who are close enough to the temple to know what the temple needs, and they go do it instead of the monk having to open the mouth to ask for. Anh quý vị thấy là nó là cái này mình cần những người bên đánh đại pháp, mình có cần những người thân cận nam, thân cận nữ, là họ gần họ mới biết là cái chùa cần cái gì. Cho nên nếu mà chùa muốn thầy mà mở miệng ra xin á là chết, mấy người ta đàn áp thầy cô ngay lập tức. No, you lay people,
Yo. Remember, take pictures how crowded it is today. Need to put in ngày này đông dễ sợ. It must be the good food. Chắc là bữa nấu ăn ngon. So now I realize why they call the upasaka. Bởi vì ngày nay hỏi thầy mới nhớ sực lại tại sao có cái tên là thân cận nam, thân cận nữ như vậy đó. Họ tới chùa gần gũi với ông thầy, nói chuyện với ông thầy, mới thấy ông thầy, ôi sao bữa ông thầy tội nghiệp ghê, ốm như sao, như cầm cái clothes of the monks, and my God, why is he so skinny, tại sao ốm dữ vậy? Chắc là thiếu gạo, maybe he needs more rice. They don't even, and then they go to the store, they see like 20 bags of rice. Thì họ mới vào coi thử, ủa, không phải gạo đâu, có đủ 20 bao gạo rồi. Okay, so there must be butter, chắc là phải thiếu bơ. Okay, so these lay people, they know, they can determine what is the temple these monks and nuns need, so that the monks and nuns don't have to ask for it. Thì cái thân cận nam, thân cận nữ nó quan trọng ở chỗ, họ tới chùa, họ biết chùa cần cái gì. Thế họ có thể tự động, họ cúng dường, để một người, để một ông sư mà mở miệng nói, tôi cần cái ông thợ địa. For you, you know, for a temple to get to the point where the monk has opened his mouth and say, I need an electrician, I need a veterinarian, tôi cần ông thợ điện, tôi cần ông thợ, ông bác sĩ, người chó, bác sĩ chó. Okay? It's kind of demeaning. No. That's so sour. Don't you think? Yes. Isn't the cash the best? The cat is better? Cash is the best. Cash. The cats? Cash. Yeah, we have a lot of young kittens too. No, cash. Money. No kittens, okay? Yes. Master, there is one term also called is the Upanishad. Are you familiar with it? Upanishad? It sounds familiar, but I don't speak Sanskrit. Oh. What's Upanishad? Look it up, Upanishad. Upanishad. Huh? It's Vedic? The Vedas? The four Vedas? The Vedas? The Vedic, see, according to my expert, the Hindu expert here, it's called the Vedic text, it's the Hindu text. It's not Buddhist. Okay, don't read it. Okay, anyone else? Thành ra cái phước báo mà cái người mà tu hành mà có phước báo bên đại thừa mình có cái thân cận nam. So what happens in Mahayana? You practice properly. You have someone called upasaka who will take care of those things without you having to open your mouth and ask for. It's too demeaning. Những người bên đại thừa mình thiệt sự có phước á, là có người thân cận nam, thân cận nữ tới, họ tự động cúng dường, mình cần mở miệng ra xin. Ok? Cái người mà tu sĩ mà mở miệng ra xin hoặc là lừa lại để người ta biết mình cần cái gì, or you drop hints or you know, like you play soccer, you know, or football, you know, that's too demeaning. Nó thiếu cái tư cách của người xuất gia này. Tôi với thầy, have you translated for Ruchi? I don't see her that often. Hiểu phan gì? Hơn nào? Anyone else? Does it help? The upasaka? That's why they play a very important role. Thành cái người thân cận nam, thân cận nữ quan trọng đó, thưa quý vị. Okay. And that's the blessings of the monks and nuns. Đó là cái phước báo của cái người tu sĩ. Okay, so that they don't have to ask for thân cận, but mở miệng ra xin. Yes. All right. Hey, no more questions. Không có thắc mắc gì hết, huh? Good point. Upasaka. So this person here, because he's so close to the fifth patriarch, cái người thân cận nam này, tại họ thân cận cái ngũ tổ, thành cái người này cũng là giác ngộ. He's also enlightened. Họ giác ngộ luôn. That's a proof right there. That lay people
can also become enlightened. Thành ra chứng minh cho quý vị thấy những người cư sĩ vẫn đắc giác ngộ được, giác ngộ được như thường. Yes. In this text, enlightenment is four stage arhat or beyond? Four stage or higher. Oh, this is four stage. Yeah, four stage. When you're fourth stage, you can open a way place. Cái câu hỏi là cái này là mấy người này là tứ quả trở lên là sao? Thôi này thường thường ấy, khi mà nói mà giác ngộ, thường tứ quả trở lên mới gọi là giác ngộ. In Mahayana, we consider a small enlightenment fourth stage arhat. Cái bên đại thừa mình ấy, cái tiểu ngộ là tứ quả. Below that, we don't feel it's no big deal. Dưới đó thấp, chúng tôi không quan trọng. So lowest to us is like a fourth stage arhat, and a bigger enlightenment is called bodhisattva. Cái người mà tứ quả gọi là tiểu giác ngộ, Bồ Tát gọi là đại giác ngộ. Right. Okay. All right. Any other questions? So once you get the fourth stage, khi mà quý vị tới tứ quả đó, it's okay for you to go and open a way place. Tới tứ quả rồi, quý vị có quyền đi mở đạo tràng. Okay, it's okay. Yes, the young lady here. Nghe nào cái đó trả lời sao nữa. He says these lay people who are upasaka upasika, can they become enlightened without cultivating? Depends how rich you are. Tùy quý vị giàu là nghèo. I think, thầy nghĩ là như vậy. Yes, sir. What? When you're talking about something being this meaning, you said something about soccer and football. What does it have to do with it? What I'm making fun of the fact that when the monks usually they know that they're not supposed to ask for things, but guess what? There's a mortgage that's due. Cái vị nghĩ lại cho quay. Cái người xuất gia khổ lắm, mình biết mình được đòi, ha, mình được xin, mà cụ nghĩ chứ quay, còn có 2 ngày nữa phải trả tiền nhà băng rồi. What do you do? And then you have 10 mouths to feed, còn thêm 10 miếng ăn nữa. What does that have to do with soccer and football? just one hard question at a time. Hỏi khó khó, hỏi dễ dễ, hỏi khó thì trả không đời cũng được. Just let me try. Are you helping me? Thưa thầy, con đã từng đến cái chùa xong có một bàn Phật tử. Mà mỗi khi con lên chùa thì bái nhắc con là mới có một Phật tử mới chết sẽ xin cúng đường. Rồi sau đó thì bái nói là thầy did you hear that? Don't approach her. Yeah, we do it too, but very discreet. Just like we wait until like they ask questions. You say, 2 more days. Oh, not funny. I know it's not funny. Khổ áp lực dễ sợ, họ đâu có hiểu được. Yes. So what did you do? You know, to the point where I stopped coming there because it's so hard for me. Yeah. It's so hard to refuse. Lynn, stop it. That's a problem. People smell you, you know, sniff that you're rich or something, and they come and harass you all the time, especially monks and nuns. And that's a problem. Monks and nuns, you see, my point is that I know I'm making light of it, and I don't mean to criticize anyone. I'm trying to tell you
reality is that the monks and nuns, young monks and nuns like us, we have mortgages and stuff like that. And they get into things, they believe that they need to propagate Dharma, build temples so that we benefit a lot of people. And they buy and they get the temple and they realize it's mortgage payments. You understand that? Wait until you get married and you see what I mean. Okay, the wife says, how much money do you bring home today? Okay, so that's why there's a lot of pressure. So far, so good. So now the monks and nuns, they know they're not supposed to ask for money. Okay. So therefore, they have to drop hints, like when you play soccer. Have you played soccer? No. That's why you ask. What were you trying to say though? What was the point? When you play soccer, let me explain soccer to you. Okay? I don't play soccer, but this is how I see they play it. Okay? They look this way, actually they kick this way. And then they go this way. They go is like this all the time. Okay. You see? So that's what we do. We have to drop hints. Like two more days. More than once. You see? 3-4 times is better. And they still these people, they say, what are you talking about? Ông này ông hỏi thầy tại sao thầy giảng pháp mà nói chuyện đánh banh đá banh, thầy nói con thiệt khờ dễ sợ. Thầy nói khổ tâm dễ sợ lắm, có gì biết không? Mấy ông những ông thấy mệt là mấy thầy trẻ đó. Cứ không biết ai đồn nhau sao nó bây giờ người thầy tu là phải xây cái chùa. Không xây chùa là không gọi là thầy tu được. Ai cũng lo đặt ra xây chùa, mua chùa thì nợ tiền nhà băng. Nợ tiền nhà băng đây 2 tháng, có ngân biết còn 2 tháng, còn 2 ngày nữa phải trả tiền nhà băng rồi. Đầu tháng nữa. Ok. Cô biết không? À, thành ra mà bây giờ không có tiền sao bây giờ? Thành phải lừa Phật tử. Nó lui, nó xiên, nó lại xèn qua sàn lại giống như đá banh vậy đó. Okay, that's why the soccer analogy. Yeah. Got it? Yeah. Okay, 2 more days. Any question? Yes, take a break, girl. Yes. So I know some of the monks, they don't want to ask people, so they go to work to earn money to pay for the mortgage. She says, some of the monks, they don't ask for money, they you know, because they ask, it's not true, they ask for money, but people say, what did you say? Mọi người nói với ông thầy á, không có chịu hỏi tiền. Thầy nói có chứ hỏi mà tại người ta làm điếc hoài, giả điếc hoài mình. So what did they do? They go and found a job, họ kiếm việc làm, họ làm là tiền. Okay? And then what? What's your point? I think monks are not supposed to work to Why not? Get a job, right? Why not? Then Master Xianqi, is there a precept says you're not supposed to get a job? No, it's not. Getting a job is not trading. Trading, you buy this, you buy low, you sell high. That's what I call trading. Okay? That's playing stocks. It's called trading. Okay? That's why we don't play stocks. We take stock donations, but we don't play stocks. Sorry. Okay? So it's no precept. Explicit precept it says you cannot find a job. Câu hỏi, cái mà người ta nói như vậy, tôi nói tiếng Anh đó là người ta kiếm công việc làm, thầy mới hỏi trong cái luật giới luật của người xuất gia đó, thầy hỏi thầy hiện thật á, không thần giới đó là cái giới luật mình có cái giới gì mà cấm đi làm hay không, thì ông thầy cũng nói là cấm buôn bán. Thầy nói buôn bán không đi làm phải là buôn bán nhà mình mua thấp mình bán cao thì mới gọi là buôn bán, đúng không? Bóc lột người ta làm lời người ta, hoặc là cân non với cân già như vậy đó thì mới gọi là buôn bán. Chứ còn mà chẳng hạn như mình đầu tư vào mấy cái cổ phần đó là buôn bán, thấy không? Là không được rồi nha. Có những ông thầy mà cô kể thầy, ông thầy mà Hồng Kông mà mua cổ phần mà giàu đó là không được rồi nha. Cái đó không được đó.
thầy giảng cho nghe, bây giờ thầy nhớ nghe ông này nói thì mới nhớ lại đó. Ok. À, thì đó không được. Nhưng đều á, thành ra cái việc đi làm đâu có cấm, giới luật không có cấm. It's no explicit restriction from the precept, some hour vinaya that you cannot get a job. No, it's not a violation. Trả tiền không phải là phạm giới. You have to show me exact precept. It's no such thing. Không có cái chuyện đó. Yes, sir. I thought Buddha said that monks, this itself is a job to meditate and enlighten others. And that's why Buddha said that, you know, when you go and ask for diksha, that's not considered as begging because you're already doing a full-time job. That's how I think. Right, it's not quite clear. Okay, I agree. Mình người xuất gia đi làm là, you know, what you're trying to say is that, to paraphrase what you're saying is that the monk is supposed to do religious, lofty things, not worldly things, right? Thì ông này ý ông này nói là cái người xuất gia mà đi làm chuyện, làm việc, làm ra tiền là cái chuyện thế sự, không phải chuyện người xuất gia. Người xuất gia phải làm chuyện người xuất gia, đúng không? Tu hành này nọ. Quét rồi trụ chuyện sẽ có trụ chuyện đấy, đừng làm chuyện thế sự. I agree, but it's not the real reason why, because they have excuses. These people said, well, it's better I have a temple here, at least on the weekend I open it and help some people. Ông nói là mấy ông thầy cũng nói là chẳng thà ít nhất cuối tuần tôi mở cửa chùa ra cho người ta Phật tử tới, tôi giúp 5-6 người Phật tử, okay, còn hơn là không có chỗ tu. It's better, right? And I help 5 or 6 people come to the temple on the weekend. Because it turns out that these people, when they get a job, they aren't many, don't have a lot of disciples. Những cái người đi làm việc rất ít đệ tử. Rất ít. Okay? But still better. Còn thà như vậy còn hơn là mình đi làm. So that's, they have a compromise. Đối với họ, cái đó là một cái sự trung dung một tí. Ít nhất mà có cái chùa, vừa đi làm trong tuần thôi, cuối tuần mình độ chúng sanh. Okay. Còn Ngân có vấn đề không? We didn't have a problem. Cô nói chuyện trên đời dưới đất không à? Đầu tháng cô cũng cần trả tiền nhà thôi chứ còn. Her house is are paid off. That's why she doesn't have a mortgage payment. As he says, you know, her master says, you know, left-hand people don't need to go to work. You write side sutras and the money comes. Nói tụng kinh. Kinh nào vậy? Ông có nói kinh nào không? I like to, I know which sutra is that. Còn có 2 ngày nữa. Two more days. He says, what about Sangha Sutra? I said, my disciple recites the Sangha mantra every single day. Thầy bắt đệ tử thầy 10 đứa, ngày nào cũng phải tụng, ngày nào mỗi ngày đều tụng cái chú Lăng Nghiêm hết đó. Every single day I force them to recite the Sangha mantra. Still no money, vẫn có tiền như thường. What's the real reason? Yes. The Catholic nuns, they are working as nurses. So can the nurses not work with them as a nurses? In the hospital. Do you know any hospital that takes nuns as nurses? Like in Vietnam or something? No, I'm just asking. There's a hospital. No, I don't. You don't hire nurses? But I work all my life with the Catholic nuns. But, okay. I keep wondering, how come okay. There are no Buddhist nuns? Do you need a nun that sings and dances? Now all of a sudden she sits and doesn't even move. The question, she says that the Catholics that work with nuns who work in hospitals as nurses, they're trained as nurses, actually. Có nhiều bên Thiên Chúa giáo, mấy người mà sơ đó, đi làm y tá. Okay. In Buddhism, we don't allow it. Chuyện bên Phật giáo chúng tôi không có chuyện đó.
We only make them dance, sing and dance in a corner, street corner. Chúng tôi chỉ bắt họ đứng nhảy múa trên góc đường thôi. Okay? It's okay. It's called Hare Krishna branch. Nó là cái nhóm mà Hare Krishna đó. Okay? So, why not? Tại sao không nên đi làm? Why aren't you supposed to work? Yes. Seeking. Giỏi. Oh, this one is good. Câu tiên. Nó phạm cái giới đầu tiên hết. You violate the very first doctrine. No seeking. What are you doing seeking money for? Câu tiên làm cái gì? Không có thì nó siết cái chùa thôi. If the money doesn't come in 2 days, they can take the temple away. I don't care. Thầy nói mà hai ngày nữa mà không có tiền trả nhà băng thì tới siết nha, siết chùa đi, không có chùa thôi, cần gì, lên núi ở. You go up the mountain. We all move to the mountain. Mình dọn lên chùa, lên núi ở. Why are you afraid? Sợ cái gì? Huh? Sợ mất chùa hả? Huh? I mean, you leave the home life and you worry about losing a temple? You gotta be crazy. Xuất gia là còn sợ mất chùa nữa. À. Thầy chỉ cho con nghe. I tell you the answer. Thầy trả lời con nghe. I've seen this in Taiwan. Bên Đài Loan học cái pháp này rồi. Before I came back to this country, I had to look for ways to build temple. I admit. Thầy bây giờ mới thầy ngày nay thầy gì đó gọi là thổ lộ, gọi là sám hối. I'm repenting. Since today is repentance day, I repent that when I was young, my younger days, lúc mà còn trẻ đó, đi coi thử làm sao ta xây chùa. How did these people build the temples? Wouldn't you like to know? Huh? I looked many places. Thầy nhìn rất nhiều chỗ rồi. Okay, I found out quite a few places, rất nhiều chỗ. You know how they do? Các bạn biết họ làm sao? They try to teach me to offer, make offerings to the earth spirits. Cúng dường cho địa thần. A lot of monks do that. Rất nhiều người sư làm cái chuyện đó. You know that? They make offerings to the spirits. Is that bad? Is that bad? No. They have temples to prove. That's why they did it on purpose. That's why they got the temples. That's why they continue to do it. And they teach me, if you want a temple, this is what you do. Họ có cái thành công rồi. Họ tu cúng dường cho địa thần. Xong rồi họ được cái chùa, họ tiếp tục cúng dường. Thì càng ngày chùa nó càng to ra, thì họ chứng minh cho thầy ấy là cái pháp nó như vậy. That's one way. The other way, I'm teaching all of you. Thầy nói cái gì học cho những người xuất gia cho người biết. There are Buddhist ways to have temple. Có những cái cách Phật giáo mình có để mà xây chùa, đâu cần phải đi xin. And then, all the people recite Dharma Flower Sutra. Một nhóm người khác tụng kinh Pháp Hoa. Okay? You recite Lotus Sutra every single day. Mỗi ngày á, cái bà mà chủ chùa đó, the abbots, they go up there every day, they recite the flower dormant, the Lotus Sutra mỗi ngày tụng kinh. Bà chủ chùa đó tụng kinh. Kinh Pháp Hoa. I'm telling you this because you younger monks and nuns, if you want to build temples, there are Buddhist ways to do it. You don't have to go to find a job. Không cần đi kiếm việc làm, không cần thiết. Mình tụng cái kinh đó từ đồng nó đủ phước, người ta tới cúng chùa cho mình. If you have, when you keep on doing these things, to generate blessings, people will come give you a temple. You don't have to worry about it. Đừng không cần lo. Okay. So far, so good. Yeah. And finally, and the real another reason why you don't want to work as a monk and nun, lý do khác mà không nên đi làm việc, sơ đi nữa không nên đi làm việc. Tại sao? Why not?
because you do not put yourself in a position that enables lay people to scold you. Tại vì quý vị không thể nào để vào mình vào cái tư thế để có người tại gia có quyền mắng nhiếc mình. Okay? That's a very serious offense. Cái tội nó nặng lắm. Okay? Tội rất là nặng. Hai bên đều nặng hết. Very serious offense for both sides. For the lay person to scold the left-form person. Cái người tài gia mà mắng nhiếc người xuất gia tội nặng lắm con. Nặng dễ sợ. No one's gonna teach them. Những người đó, đó không ai dạy họ đâu. I will tell you. Cái hạng người đó không ai dạy đâu. Ông thầy giỏi là né hết. Okay? So you're condemning your bosses. Tại cái người xuất gia đi làm việc như vậy là khiến những người mà làm chủ của mình đó là họ ngóc đầu không nổi. You're condemning them to a life of the future of darkness. And you condemn yourself, mà quý vị, cái người xuất gia đi làm như vậy, okay, là mắc tội với chư hiền thánh tăng. If you as a lay person, you put yourself in that position, you are a representative of the sagely sangha. Tất cả những người xuất gia chúng tôi, mặc dù là phàm phu thôi, đều là đại diện cho thánh tăng hết. We all are nobodies, but we are representative of the sages, the sage sangha. So if, as a representative, we allow them to look down upon the sangha through us, we are committing a very serious offense. We will have a hard time getting enlightened. Những cái người mà để vào mình cái người người tại gia nó khinh thường cái người tăng như vậy ấy, là sau này người xuất gia nó khó mà đắc giác ngộ, khó dễ sợ. Forget it. Mấy người đó sắp ngủ không được. They done. Okay? Agree or disagree? These are subtleties. That's why we don't encourage people to go to work. Thành bởi đây cái lý do thầy nói cái gì cho rõ là tại sao mà những người xuất gia chúng tôi chủ trương là không đi làm việc như vậy đó. Okay? Như sư phụ cô Cần Ngân nói đó, đói thì chết thôi chứ sợ gì? Nghèo thôi thì ở dưới cây chứ sợ gì? So my master, according to Wu Yin's master spirit, he says, if you nghèo mạc rệp cái nữa cũng không cầu duyên. Okay, that's our teaching, our teacher's teaching. Cái đó là cái tông chỉ của sư phụ chúng tôi. Thành là chúng tôi không làm chuyện đó. We can't do those things. That's all. We'd rather die of poverty, of cold, of hunger, than violate our teacher's doctrines. Cái dòng chúng tôi đó là không có làm những chuyện được, tại vì sư phụ đã dạy rồi, không được làm. Okay. Clearly, we're not allowed to do those things. Playing soccer is okay, but we cannot. Đá banh thì được. Thì còn ông không cấm. He, by the way, he never forbid us to play soccer. Không bao giờ cấm chơi đá banh hết. Okay. Does it help? Very good. These are the contemporary issues that is not mentioned in the Vinaya and the formal teachings. Mấy mình nói chuyện có vẻ khôi hài, hời hợp, thiệt ra là giảng nghĩa cho quý vị biết cái pháp nó áp dụng trong cái đời này ra sao, đời tu hành, đời thời đại này ra sao. 140, tấm 140. And after the stupa was finished, sau khi cái tháp nó xây xong rồi, Ngài ngồi yên và tịch. He got in the full lotus, ngồi xếp bằng và viên tịch. And he entered stillness.
and he lived to the age 74, và sống tới 74 tuổi. 141. Tấm 141. I give you a chart of his offspring. Để cho quý vị thấy cái bản cái hình này, cái bản đồ này cho quý vị thấy là cái tầm quan trọng của ngài Ngũ Tổ là đệ tử ngài ra sao. He engendered a very important monks, very eminent monks. Ngài đệ tử ngài nổi tiếng sợ lắm. You have after the 5th patriarch, the 6th patriarch, and sau khi ngài Ngũ Tổ đó truyền lại cái địa vị tổ vị cho ngài Huệ Năng đó, thì ngài Huệ Năng đó đào tạo rất nhiều nhân tài trong Phật giáo của Minh Tạo. The 6th patriarch, after he inherited the patriarch chi from the 5th patriarch, he engendered a lot of important monks that among which are the 5 Chan schools. Và ngài đào tạo nhân tài của 5 cái dòng thiền của Phật giáo Trung Hoa. Okay. That's why he's highly revered. Bởi vậy ngài Lục Tổ được người ta kính phục vì vậy, tại ngài giỏi, đệ tử ngài giỏi quá. And that's the people revere this, the 6th patriarch, because his disciples are outstanding. Đệ tử ngài giỏi quá đi. Incredible disciples. Okay. Quá giỏi. So you have the big names like những người nổi tiếng như là HuiNeng, the 7th patriarch, ngài HuiNeng là tổ thứ bảy. And after that, a very famous name, Ma Zu. Sau đó là ngài Mã Tổ. Oh, Phật giáo mà quý vị vừa nghe Mã Tổ là ai cũng biết Mã Tổ, người rất là nổi tiếng. Mã Tổ is very very famous. Okay. He's outstanding teacher. Thầy giỏi dễ sợ. Okay. And so forth. Questions? Ai thắc mắc gì không? Hmm. 142, tấm 142. So this introduction is compiled by Phá Hải. This whole sutra is compiled by Venerable Phá Hải, one of the 10 disciples. Thành cái kinh Lục Tổ này đó là do ngài Pháp Hải sưu tập. Mà he is a room entering disciple. Ngài là một cái đệ tử nhập thất in the Chan world, trong cái thế giới thiền. Khi quý vị nói cái dòng đệ tử nhập thất á, là những cái người đặc biệt. These people who are room entering disciples are enlightened disciples. Thường thường những cái người á, usually in general they are enlightened disciples. Thường thường họ là giác ngộ hết rồi. Okay. Why is that? Tại sao có sự phân biệt như vậy? Why is a discrimination when we are teaching you to not discriminate? And once you become enlightened, now you start discriminating against disciples. Thầy hỏi quý vị, mấy ông tổ đó muốn dạy chúng ta rằng muốn giác ngộ thì đừng có phân biệt. Đấy. Khi mà họ giác ngộ rồi, bây giờ họ phân biệt người là vào phòng được, người không vào phòng được. Tại sao nhỉ? Why is that? Tại sao vậy? Why is that? Yeah, the boy is complaining. Oh, why has it been so long? My legs are hurting. Yes. Tại sao vậy? Two reasons. Hai cái lý do. Two reasons. Yes, Anna. The chairs today, the chairs are more popular than ever. Cái tuần này sao lạ ghê.
cái ghế nhiều người thích ngồi dễ sợ. Ok. Hai lý do tại sao có sự phân biệt giữa người nhập thất mà người không nhập thất được. Why? Tại sao như vậy? No. I'm telling you, you're learning all these things that you cannot find anywhere on the internet. Thầy kể vì cái chuyện đó là không có trên mạng. Okay? Because I'm just making it up as I go along. Thầy vừa nói vừa chế rồi. Why? Yes. Yeah, they have blessing. Yeah, some have blessing. Đúng. Very good. Go on, nói tiếp đi. Yes. Tại sao vậy? Có biết không? Tại sao biết không? Có người nhập thất rồi hay chưa nhập thất? I'm going to ask Master Shih Hoa disciples there. Are you room entering or non-room entering? Cô có ngân chị là nhập bếp. She's kitchen entering. Not room entering. Chỉ vô nhà bếp thôi chứ không được vào phòng. Anyone else? Number one reason. Okay. Of course you don't know that. Quý vị đâu có biết chuyện này. That's why I have to tell you. Thầy mới kể cho quý vị nghe. Oh, if you knew then I have nothing to say. Nếu một ngày tôi qua giảng hết rồi đâu có chuyện mà nói nữa đâu. Ah, thấy không? So, the reason being that these enlightened disciples, những cái người mà giác ngộ này vào, they do not create disruption to the master's space. Họ vào cái phòng sư phụ mình, họ không có làm náo động cái phòng sư phụ. Okay? If you let xiển cờ into your room, chẳng hạn như thầy Miền Khả vào cái phòng cái ngũ tổ này, okay? If xiển cờ go into the fifth patriarch's room, It's like he carries with him this machine said, Nam Mô Bồ Tát Phá Đi Bị Sa Sơ Chiếu Lũ Bi Lô Lui Bồ La Phơ, and the whole building can hear it. cái ông Hiền Khả này thì dạng ông hiểu nữa. Nếu mình để con Hiền Khả vào phòng ngũ tổ này, ông đi đâu ông đem cái máy, mà cái máy ông tụng cái con có biết không? Con có biết không? Là ông đem cái máy ông khi nào ông bật hết là cái bật cái dược sư thần chú, mà nó tùng nó to mà điếc lỗ tai luôn. Ông đi đâu là cả năm dặm nghe được cái pháp dược sư của ông. So we ask, hỏi ông tại sao vậy? So we ask him why. He says, I'm saving living beings. Tôi đang cứu chúng sanh. Thầy mình gãi đầu nó ủa. Chúng sanh đâu có yêu cầu con cứu, sao con cứu được? My question is that if they don't ask you to save them, who are you to save them? Người ta không hiểu, họ không yêu cầu mình cứu, sao mình cứu được? Okay, so anyway, so my point here is that these non-enlightened people, they are very noisy. Thành cái người mà chưa giác ngộ, nó ồn dễ sợ, nó ồn ào dễ sợ. Okay. And the fifth patriarch's room is very, very peaceful, very quiet. Cái chỗ của ngài ngũ tổ đó, nó yên, nó yên, an lạc, dễ sợ lắm. Không thể nào để mấy cái bác sĩ lô cô nó vào, nó quậy đâu. You cannot allow these bicycle people to come in and disrupt the peace. Agree? Quý vị đồng ý không? Where I came from? Just for your information, thầy kể quý vị nghe. In where I came from, CTTB, hồi mà thầy ở Vạn Vật Thành đó, okay? I have this Iowa, thầy có cái máy Iowa, okay? And I always put it on earphone, bây giờ để cái lỗ tai nghe. You don't even when you put it on the earphone, you know, it's only loud enough. You don't allow people to hear what you're listening to. Hồi đó thầy để cái máy trong lỗ tai đó, mà nghe thôi, mà nghe nhỏ nhỏ thôi, mà nghe lớn á thì người ta đi ngang, người ta nghe được cái lỗ tai mình cũng không được luôn. Thời buổi này sao? This generation, I don't know. They don't get it. Cái thời buổi này sao thầy dạy dở, thành học trò nó không hiểu gì hết á. My disciples, they don't get it. Anyway,
khổ như vậy đó. So that number one reason these people are noisy. Thứ nhất á, lý do thứ nhất họ ồn dễ sợ lắm. Okay. And number two reason, lý do thứ nhì là sao? They have the chance to observe how the master lives. Họ có cơ hội để quan sát ông tổ sống là sao, ông này ông làm cái gì. What does he do during the day? That's one of the most precious lessons you have. Đó là những cái bài học mà quý nhất quý vị thơ có để mà thấy ông tổ ông sống là sao. Quý dễ sợ. It's incredible. I'm telling you that. Thầy nói kể quý vị nghe là tại thầy tiếc cuộc đời thầy, phải chi thầy được ở với Ngài Thiền Hóa một ngày thôi, thầy mừng dễ sợ. I wish I could spend one day with my master, my late master. It was an incredible gift. Cái phước đó quý vị không thể tưởng tượng được. Nhất cử, nhất động là thiền. Every single thing he does is chan. Highest level of chan. Mà cái người mà chưa giác ngộ, làm sao ta hiểu được? The people who are not enlightened, how are they going to get it? It would be a waste of their time. Phí thời giờ. Agree? Xứng đáng được cho vào. You're worthy of it, you're allowed to enter the room. Xứng đáng mới được cho vào phòng. Không xứng đáng không được vào phòng. Cái phòng nó không được vào. Cannot enter. Không được vào quét nó luôn. You're not allowed to come in and even sweep the floor or vacuum the carpet. You're not allowed to. Không được cho vào hút bụi nữa luôn, không được đâu. Mấy cái ông xuất giác, ông giác ngộ phải làm chuyện đó. The enlightened one have to do that. Not the non-enlightened. Okay, so now you understand. You start out you as a slave because you learn to vacuum, to sweep the floor. So that when you become room entering disciples, you continue to sweep the floor and vacuum the carpet. Because if you don't know, it's too, how are you going to learn? Tại bây giờ mà người, bởi vì cái người mà sa di bắt đầu á, ta bắt họ làm việc nhiều như vậy, bắt đầu lo quét nhà này, hút bụi này. Tại sao? Trong tương lai mà khi cái bị giác ngộ rồi á, biết hút bụi, biết quét nhà mới cho vào làm. Okay, you got it. And you think, you know, we need slaves? Cái vị tưởng mấy ông tổ cần nô lệ hả? No, I don't think so. The truly enlightened one do not need slaves. Thành những người mà thiệt sự mà ông thầy mà giác ngộ rồi, họ đâu cần nô lệ đâu. Mấy ông thầy mà chưa giác ngộ mới cần nô lệ. Only the unenlightened one require slaves. Okay, never mind. 143. Bắt đầu. Now we begin. Yeah, begin. That's just the introduction so far. Now we begin. Get some more information about the great 6th Patriarch. Bắt đầu nói về cho quý vị về chi tiết về lục tổ. Sư cô già nhàm là. See, look how bored she is. Look at that. The great master was named HuiNeng. His father was the Lu family and has a personal name Xing Tao. His mother was of the Li family. Da Shi Ming HuiNeng. Fu Lu Shi. Wei Xing Sama. Xing Tao. Huh? Mu. Lì Sư, right? Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ngài là Hồ Lư, Huy là Hành Thao, thân mẫu của ngài là Lý Thị. Okay? Happy? 144, tiếp tục theo.
The master was born on the 8th day of the 2nd month of the year Wu Xu, in the 12th year of the Chen Guan reign of the Tang Dynasty, AD 638. Dan Shi Yu Tang Chen Guan Shi Er Nian Wu Xu Sui Er Yue Ba Ru Zi Shi. À, ngài sanh vào đời Đường, niên hiệu là Trinh Quán, năm thứ 12, nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8, giờ Tý. Ok, got it. 145, 145. The Tang Dynasty is generally is a high point of Chinese civilization. Cái đời Đường là cái đời coi như là cái thời gian mà gọi là hưng thịnh nhất của cái nền văn hóa người Trung Hoa. Golden Age, Gospel, Mountain Culture, they have famous poets like có những cái vị thư sĩ nổi tiếng như là Lý Bạch, Lý Bái, Đỗ Phủ, hoặc là Đỗ Phủ. Many famous painters are Han Gan, có những người Trang Xuyên, Châu Phản, có những cái người nổi tiếng phải riêng thơ sĩ, thi sĩ cơ, mà còn những cái người họa sĩ như là Hàn Cán này, Trương Huyên này, Châu Phượng. Lot of eminent Buddhist monks from our perspective, có nhiều cái sư rất nổi tiếng cái đời Đường này. Okay, 146, 146. At that time, a beam of light ascended into space, and a strange fragrance filled the room. Sự hào quang, sân cung, y thần cung, thank you, y xiang, màn sư, lý minh. Lúc sanh ngài có một đạo quang chiếu lên không trung, là có mùi thương, mùi thơm xông khắp cả phòng. 147, tiếp theo, tầm 147, at dawn, two strange bhikshus came to visit. They addressed the master's father, saying, last night a son was born to you, and we have come to name him. Your e son, Zhao Yao Yao Xie, huh? Zhao Qi, huh? Qi. Zhao Qi. Wei Shu Chu Chu Fu Yue Ye Lai Sheng Er Chuan Wei An Ming. Trời vừa rừng sáng, có hai vị tăng khác thường đến xin viếng và nói thân phụ ngài rằng đêm qua có sanh con trai, nhân tiện chúng tôi đến giúp đặt tên. It's a work in progress. Thú thật cái vị là đang dịch từ từ, because my Chinese is no good, nor is my English, nor my Vietnamese. Khổ thầy dịch là tiếng Việt cũng dở, tiếng Anh cũng dở, mà tiếng Tàu còn dở, dễ sợ lắm. But I find that as throughout this sutra, thì thầy thấy là trong cái phần kinh này đó. It's a very very difficult, nó khó khăn dễ sợ, because of my limited language skills, tại vì cái chữ thầy dốt lắm. Okay, but at times I was forced to change the translation. Nhiều khi thầy phải đổi cái phiên dịch, both in English as well as in Vietnamese, phải đổi vì phiên dịch tiếng Anh cũng như phiên dịch tiếng Việt, because I found them to be not satisfactory, tại như hồi dịch trật. Okay. And you find out to do, you know, after we done, you compare them to the DRB English version, the Chinese and Vietnamese version, you see there's some differences. Quý vị sẽ thấy á, sau khi mình xong cái kinh này xong rồi, cái phiên dịch bản tiếng Anh mình nó khác bản tiếng Anh của Vạn Mật Thanh, bản phiên dịch tiếng Việt mình nó cũng khác bản Mật Thanh. It's very important these places where I find the translation to be incorrect. From my perspective, đối với thầy, nhiều cái chỗ phải cần sửa, không sửa không được. I'm lazy, but there are places where
you know, this is why it's so dangerous to to translate sutras. Thành cái thầy khổ tâm lắm, tại vì thầy né là dịch mấy cái kinh, tại thầy sợ dịch kinh lắm. I'm scared of translating sutras because if I make a mistake, I fall to the hell. So làm trật một cái là đọa. That's why I'm scared. But sometimes I have no choice. Những cái thầy kẹt thầy phải làm đại thôi. Okay. Hopefully I won't fall to, you know, the worst hell. Ý nhất là biết đã sám hối nhẹ nhẹ như vậy nó nhẹ tội hơn tí. The text in on slide 148, tấm 148. It can be Hui above and below Neng. The father said, why shall he be called Hui Neng? Cởi sang Hui, xa Neng ye. Phụ yue, hở mình Hui Neng. Nên đặt thượng hạ thượng huệ hạ năng. Thân phụ ngài hỏi tại sao gọi là huệ năng. So you see, this is, I think that this is Chinese, and you Chinese, you can help me out because that's how they address above and below. Bên người Tàu người ta có cái phong tục ta gọi là để tỏ cái lòng thành kính dùng thượng với hạ. Is that right? Có ai có muốn thêm? Anyone wants to add something, you Chinese people? Có muốn thêm bớt gì không? No? But it's very, very polite, very, very respectful. Tức là cung kính dễ sợ, gọi là thượng hạ. Right. Okay, 149, tấm 149. The monk said, Hui means he will bestow the Dharma upon living beings. Neng means he will be able to do the Buddha's work. Sheng yue, hui zhe yi fa hui shi zhong sheng. Nâng trở, nâng phổ sự, tăng đáp, huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thí cho chúng sanh, năng nghĩa là làm được Phật sự. Okay, so it's very interesting that for a very lowly family, quý vị thấy cái chuyện nó dị thường dễ sợ là một cái gia đình nghèo, không có gì đặc biệt hết đó, không phải là quý tộc, mà bỗng nhiên có vị tăng tới đặt tên cho. You have two monks who came to offer to name this boy. Thế này cuốc, thế này lịch sử họ có những cái chuyện gì thường xảy ra, biết là mấy người này có cái chuyện là you see that it's not a ordinary child. Thế con người cái tông tích cũng phải là người bình thường, người tầm thường. So Hui, cái Hui là gì? The dictionary says it's sharp and compassionate. Cái huệ này, cái hiện bây giờ cái từ điển nói là thông minh và có cái lòng từ bi ở trong. Okay. But as far as Buddhism is concerned, đối với Phật giáo chúng ta, chữ huệ này, huệ here refers to transcendental wisdom. Cái huệ này có nghĩa là cái trí huệ xuất thế. Okay, meaning he has prajna wisdom. Trí huệ xuất thế của cái Phật pháp mình gọi là trí huệ bát nhã. Okay. And prajna wisdom, you have prajna wisdom. Those who have prajna wisdom, cái người mà có trí huệ bát nhã là sao? He knows the true nature of things. Họ biết cái thực tướng của vạn vật. Okay, he knows the true marks of all things. What does it mean? Thực tướng nghĩa là sao? What happens when you see the truth? For example, is the truth? Depend on colors? Cái sự thật nó có màu hay không? What is the truth? Sự thật là sao? Is that God's words? Sự thật có phải là cái lời của Thượng Đế giảng nói là không?
Is it? Is that the Buddha's word? Có phải lời của Phật nói là không? What is the truth? Sự thật là gì? Sự thật là gì? What is the truth? Young lady, what is the truth? What mommy says? Huh? She says, what my mom says is true. Thế cô em bé, cô nói là mẹ cô nói cái gì cũng là sự thật hết. I agree, thầy đồng ý. What is the truth? Sự thật cái gì? Cô quan ngân, sự thật là gì? I ask Master Shui Hoa disciples, what is the truth? Hmm? What is the truth? Enlightened, yeah, that's true. Người giác ngộ, the enlightened people, they call enlightened because they see the truth. Cái người mà giác ngộ thấy được sự thật. The people who are not enlightened yet cannot see the truth. Cái người mà chưa giác ngộ không thấy được sự thật. And we're talking about great enlightenment, not the small enlightenment. Cái người mà tiểu giác ngộ chưa thấy được sự thật. Meaning the fourth stage arahant, the practice of Buddhas, cannot see the truth. Cái người tứ quả A-la-hán, cái người bích chi Phật đó, chưa thấy được sự thật, không thấy được. That's why, and it shows, bởi nó lộ ra, when they explain the Dharma, khi họ giảng Pháp đó, when they explain to you how to meditate, họ giảng cái gì ngồi thiền, and you listen and say, not quite. Nghe cái lời giảng của họ, phương pháp thiền của họ đó, họ giảng đó, okay. Tứ quả là bích chi Phật. Lời giảng và phương pháp của họ chưa tới nơi tới chỗ. Ok. Because, tại sao? They haven't seen the truth yet. Họ chưa thấy sự thật. Tại họ không nào, không thể nào giảng cái cách mà thấy cái sự thật được. They haven't seen the truth yet. That's why they don't know how to tell you. They don't know. They cannot tell you how to see it. Make sense? Thì họ chưa thấy sự thật, làm sao dạy cái gì cách nhìn sự thật được, cách thấy sự thật được. Right? Đúng quả ngân. Okay? So yes, enlightened people can see the truth. So what do they see? Họ thấy cái gì? Yes. I see the true emptiness. Excellent. What did she eat today? Ngày này ăn gì mà nói gì không đúng phong pháp. I mean, this is amazing. Giỏi dễ sợ. Cô Thân Hương thấy không? Hai tháng thấy họ có tiến bộ dễ sợ không? I asked Jin Xiang, you falling behind. My disciple has improving in leaps and bounds in 2 months. Yes. Họ thấy cái gì? What is the truth? Khi mà thấy được sự thật, what happens when you see the truth? Khi quý vị thấy sự thật, chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Young man, what do you think? You imagine the young way, the young man back there, okay? The one who doesn't play soccer, cái người mà không biết chơi đá banh đó, okay? What do you figure? What happens when you see the truth? What happens? Cái người mà thấy sự thật nó khác chỗ nào? What's different about them? Hmm? Anyone? What do the book say? Sách nó nói sao? Come on! Yes, sir. When you can see the true truth, then your opinions can be completely eliminated. You can see the way it is. Very good. Which temple do you come from? Boy, I like to go see your sư phụ. Ông này nói trả lời đúng phong pháp. Ông nói là traitor. I didn't mean it.
You lucky, I only have two more days to worry about. What he says is very true. He says that once you see the truth, you have no more opinion. He said, "Ông nói một khi quý vị thấy sự thật, quý vị không còn cái ý kiến nữa." Meaning, what he means is, Buddhist term is that when you see the truth, you have no more erroneous views. Con nói mình dùng danh từ Phật học mình nói là khi mà quý vị thấy sự thật rồi, quý vị không còn những cái cách nhìn sai lầm. What's an example of erroneous view? Một cái ví dụ mà cách nhìn sai lầm là sao? Example: I give master $5, therefore he owes me. Con mới cúng cho thầy 5 đồng, thầy nhớ tên con không? Yes sir. Racism, absolutely. Về cái phân biệt chủng tộc. Right? Oh, they call it white supremacy, something like that. Okay? What happens when you see the truth? Okay? You have no more erroneous views, erroneous understandings. Cái sự hiểu biết cái gì đó. Right now, in other words, may I be blunt with you? Without want to offend you, important donors to the temple. Không muốn phật lòng những người thí chủ của chùa. The truth is that you're all so confused. quý vị. Bài xì lỗ khổ quá đi. Okay? Because you haven't seen the truth yet. Tại vì quý vị chưa thấy sự thật. When you see the truth, I will close today and I make it, xin đóng cửa lại, kết thúc bằng cách sự thật là gì? Once you see the truth, you have no more what? Attachments. Thì xin lỗi hết giờ rồi con ơi. Vì con để thầy để con nói một cái là mình phải tới 3 tiếng mới xong. I cut him off because I know even though he came from San Diego and so forth, if I allow him to raise, ask me a question, we will not be done until 3 o'clock. Okay, xin lỗi. Next time. Okay, next time I promise you. What's your name again? So when you see the truth, you have no more attachment. Một khi quý vị thấy sự thật rồi, quý vị không còn chấp trước cái gì hết nữa. It's because you still have attachment because you haven't seen the truth yet. Nói cách khác, quý vị vẫn còn chấp trước ở tại vì quý vị chưa thấy sự thật. So I close by proving to you that you are so confused because you are attached to what? Tại vì thầy chứng minh quý vị vẫn chưa thấy sự thật tại vì quý vị còn chấp trước. For example, you attach to what? Give me an example. You attach to snow dragons. Thầy chứng minh quý vị thấy là ngày hôm nay tất cả quý vị còn chấp trước về tiểu long. Agree? Đồng ý không? You all say, oh, he's so cute. ai cũng nói là thằng nhỏ nó dễ thương, dễ sợ. Dễ ghét, dễ thương, dễ so ugly. No offense. Okay? Mình cũng ngon chắc trước nữa. It's called, what is that called? Cái đó gọi là gì? What is it called? Total. Begin with an F. Total. Xin chê. Don't shake your head. Total. Total. Hoàn toàn gì? Thank you.
come on. See what I mean? Quý vị thấy không? You are so confused, you don't even know what I'm getting at. Quý vị rõ ràng, quý vị bác sĩ lô cô hết. Thô thô. Freedom. Thank you. Freedom. Tự do. No one is binding you. Not even your daughter is binding you. Con gái mình nó cũng kẹp mình cũng được nữa. You can't say, Mom, don't you love me? No, I hate you. Quý vị thấy, con gái mình nó nói, ủa, mẹ không thương con, nó tao ghét mày, thương mày sao được. Tại tao thấy sự thật. Wanna see the truth? I don't love you anymore. Mẹ mới thấy sự thật rồi, mẹ không còn thương con nữa. Đấy. I'm no longer attached to you. Mình không còn chấp trước nữa. Okay, please run away. Bỏ nhà chạy đi con. Kim Điền doesn't find this funny. Cô Kim Điền không đồng ý với chuyện này. Because you haven't seen the truth yet. Tại cô Kim Điền chưa thấy sự thật. Okay? Alright, we stop here today. Ngừng lại đây. Trang 150. 150. 150. Thank you, everyone. Yeah.